Ồ. Vào đến kia xong nó dâng bố nước ở đây nhỉ? Chị là cho mấy con chuối. À. Đây là chuối. Ờ, khách cho ấy. Khách nha, có thể vào đây rất cho nó. Nhìn thấy nó đâu cho. Chị bảo để dành cho chị. Họ hàng chị mới xong thầy chú gì nữa. Để dành. À, hết rồi, vấn đề thì đúng không? Không còn mở đi đâu nữa. Công nhận sáng được vì không có núi nhiều. Sáng. Đẹp nhỉ, cái vò mày đẹp ấy. Ê, cái kia là cái gì ạ? Giống như trên đi không có bể. Đó, vâng, đúng rồi. Trông cao. Con này, cái chị thấp à? Này. Không, ý là cao hơn cả cao. Cao 6 mét. Bắt đầu quen rồi này. Chả hình chữ bắt đầu quen rồi nhưng vẫn tạo thành một vòng tròn như thế. Để lát này cơ bắp lại quần quận hết với nhau. À, các bạn này cũng thử gái khác à? Em sống thứ bảy của đêm không nhiều. Các bạn lái về chưa? 18 thì bạn này Hagatu. Minh ơi, là Hagatu. Minh chuẩn bị cái quàn đi. Trời ơi, trời ơi. Chàng đi này ngon lành chưa? Khoành được đi từ đấy mà nó khoành được đấy. Lai đâu đấy? Không biết lai đấy chứ đùa. Mặt cũng hai cái bụi nó vào đây cũng quay. Ê, cái gì nhỉ? Cái gì? Cái gì nhỉ? Không. Ôi. Anh à.
chịu nữa rồi, lạnh lắm rồi. Cái lên lên chưa? Mặc áo phao rồi không phải lo à? Đến giờ ngồi chán không biết đường xuống phòng mẹ. Ngồi trên đây rồi chịu chết. Đây anh có bí quyết gì dùng mạng không bị lag không anh? Đây coi như này. Nó sẽ cháy rồi đấy. Rồi. Sao mình không dùng khò cho nó rồi luôn đấy được chưa anh? Nó cháy hết đi không cháy hết thì nó cháy hết không nhạy mạnh sao nó vẫn cháy nhỉ? Ba đèn đỏ sử dụng cái cơ này nó sẽ tạo độ lạnh cho mình thiêu bước thiêu là chuyên là về đúng về trên trên cái về lạnh lạnh là để lừa miệng vâng kéo. Đấy thì ở trên đây quầy rượu của anh sẽ có như này. Đây là rượu vodka. Xuất xứ nó từ Nga. Đấy. Đó uống là chống cụ lông ra lạnh. Hai là rượu mùi. Rượu mùi là chiếc bộ xích. Là vỏ cam và vỏ chanh. Đấy. Và chai này sẽ là dòng whisky. Whisky sẽ là bourbon. Bourbon là cái này bourbon là Mỹ. Mỹ. Bây giờ là em muốn uống cái hương vị như thế nào thì anh sẽ chọn lựa và anh em sẽ làm luôn nhá. Em sẽ làm cái anh pha luôn xong ra uống luôn. Pha luôn. Cái mình pha lúc nào nó sẽ ngon. Đúng rồi. Được rồi, anh pha luôn cốc tí ra em test luôn cho anh. Đây là những dòng rượu đen này. Cái này gọi là cái dích cơ. Một đầu 30 để đổ cái một đầu 30 một đầu 50 đúng không? Đấy, đây là những dòng rượu đen này. Và từ những cái dòng rượu này mình mix cùng với những dòng rượu mùi thì tạo thành một cái cocktail cơ bản. Đấy, bây giờ dòng rượu này sẽ có như này, tequila là một cái xù này, là làm từ cây bùa thêu này, họ ngò xương dùng ở xương rồng này. Cái này làm từ cũng có mùi cam mùi chanh, thành phần chính cũng là như cây mách xù. Đấy, vodka thì em lấy rồi, làm từ gạo, là từ lúa mạch lên men. Còn cái này là rong làm từ mía, là bơ bơ. Đây bây giờ em chọn cho anh một cái dòng rượu đèn chính. Đây là cung theo nó bằng kèo nghệ thuật và ba tiên đòi là một nghệ sĩ. Đấy, xa rồi, được chưa? Đã được chưa? Đây là 50. Cái này sẽ là 30, cái này sẽ là 20. 30 thì em rất đầy cái đấy là thành 30. Còn 20 thì em cân cùng bạn đúng không? 20 thì có thể là ít một tí hơn này. Ít một chút hơn. Đấy là 3 cell này. À bởi vì nó phải hai thành 2/3. Ok bắt đầu đi. Để em đong. Chưa nhiều vào. Hình như là em nhớ xoay. Không, xoay là chua vào ly, em lấy cái ly. Em để đây. Để xuống em phải lấy một cái ly. Ly em định pha chanh đúng không? Ly. Tại sao em cần phải làm như này? Thì nếu như mà em mà lắc về để mà lạnh đủ độ lạnh được ấy thì nó bị nhạt rượu. Còn nếu như mà làm cái này để cho ly nó ra lạnh đi. Và trước khi phục vụ ấy mình phải bỏ đá đi. Và cái bình sách ấy em chua ngâm cái bình sách trước lúc cũng là lạnh. Nhưng mà ngâm một lúc bình sách này nhưng mà trong khi trước khi em đổ rượu vào ấy thì em phải bỏ cái nước này đi. Vì thường thường cái nước này nó đầu tiên là đá rất là già, cần đá già để pha cốc tay. Nhưng mà đá này đang bị non rồi, mình để ra thời gian nó bị non rồi, nhưng mà một lúc là nó sẽ bị chảy nước ra rồi. Khi mình đổ rượu vào mình uống nó đi, sau đó mình sẽ cho rượu vào. Cái
hoa quả gì đó mình sẽ trang trí bằng cái đó. Thứ nhất nó giảm cốt của mình. Ví dụ như mình một miếng chanh ấy, một quả chanh ấy, mình sẽ cắt đôi ra, xong rồi mình cắt một miếng mỏng như này, để mình trang trí. Ví dụ hoặc là ví dụ như là maraquita, tequila sunrise thì nó làm với nước cam, thì mình sẽ cắt một miếng cam mình trang trí vào. Mình không trang trí được cái khác, vì sao? Nó không đúng vị của nó. Nếu mà có nhiều quả hơn, ví dụ như kiểu hơn một quả trong một cái ly thì mình cho mình, một trong hai cái đấy. Một trong hai đấy, cái gì nó đặc trưng nhất, cái đẹp nhất về cái trang trí. Bánh mì mềm mà ăn thích nhỉ.